Hello chào em nhé, chào tất cả anh em đã mặt ở trên video tiếp theo nhé em ơi. Anh ơi, hôm nay quay trở lại chiến đấu game phút này em ơi. Đấy, một tựa game còn ra mắt rất là lâu rồi em ạ. Mình nhớ không sai á, cách đây á, một năm trước á, thì mình có lên con game này cho em rồi đúng không? Đấy, anh em nào theo dõi mình lâu chắc chắn là nhiều anh em biết rồi. Ra mắt lâu á, đồng nghĩa với việc gọi là nó rất là uy tín luôn em ơi. Đấy, thì anh em ơi, giao diện của nó khá là đẹp luôn, nhiều mini game nhiều cho chơi cho em chơi luôn em ơi. Để trước khi em vào chơi mình giới thiệu cho sự kiện nhé. Phần sự kiện này báo danh tặng quà này, có nghĩa là mỗi ngày vào em báo danh nhá, anh sẽ nhận tiền free, số tiền ngẫu nhiên từ vài trăm đồng cho tới vài chục triệu ấy, vài trăm triệu, nói chung là ngẫu nhiên thôi. Rồi xin chia sẻ với những 3K, cái này là mỗi ngày sẽ được book anh sẽ nghe 3K. Còn ở gift code á, thì cách nhận gift code thì nó đơn giản thôi. Thứ nhất là em đăng ký link dưới phần mô tả video mình, anh em đăng ký xong á, có phần group liên hệ để nhận code đó. Đấy, anh em vào đó mình sẽ phát code cho anh em ở đó nhé. Phần sự kiện này hôm nay mình cực lên tới 30M em ơi. Hôm nay mình cực lên tới 30M nhưng mà khá là khét luôn này em ơi. Chặt cây 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 cái bạc nhé. Trời tạch ơi, tạch rồi em ạ. Còn phần nạp tiền có nào siêu tốc thẻ cào mobile Zalo Pay Viettel Pay Quick Deposit Parking. Hai cổng cuối chuyển khoản ngân hàng này tối thiểu nó 50k em ạ. Còn anh em chuyển qua các ví điện tử á, tối thiểu nó là 20k thôi đấy. Nạp á là anh em chuyển khoản xong anh em điền đúng nội dung. Sau anh em chuyển khoản xong á, anh em vào game là tiền nó vào ngay cho anh em luôn. Đấy, nạp được gọi là siêu nhanh luôn anh em ạ. Có nhiều game anh em ơi, nạp ở 5 phút 10 phút tiền nó mới vào anh em ạ. Đâm ra nhiều anh em kiểu đang máu chiên lại đợi tiền vào nó lâu đúng không? Đấy, con rút tiền này thì tối thiểu 50k em rất là bình thường nhé. Lịch sử này thành công rất chia nhiều luôn em ơi. Đấy, mình rút của nó có 50k thôi. Mình rút 50k được gọi là thấp nhất thị trường rồi em ạ. Thị trường giờ mà kiếm được con game nào rút về tài khoản ngân hàng mà 50k thì không có đâu. Khó lắm anh em ạ. Mình rút 50k là dành cho những anh em nào vốn thấp anh em chơi đúng bài luôn anh em ạ. Ngay chỉ có sống 3 triệu đồng thôi. Mình chiến trên con game nhiều game quá, biết chơi game nào anh em ạ. Chiến tranh em game Long Hổ đi đấy, 43 triệu. Chiến con game Long Hổ đi để xem coi con game này nó có uy tín giống khi khi xưa mình chơi không anh em ơi. Ấy ra mắt lâu là nó uy tín lắm rồi anh em ạ, uy tín nó mới tồn tại đến cho đến bây giờ đúng không anh em. Bảy ơi bú anh em ơi, uy tín thì nó mới tồn tại đến bây giờ anh em ạ. Đúng không? Uy tín nó mới tồn tại đến bây giờ chứ. Hổ 500 tiếp này. Mình chơi theo cầu 22 nhá. Rồi xong đi rồi. Mê nó cầu 22 là ngu rồi. Chơi theo cầu 2 là ngu rồi. Tay trước là thua 500, tay sau đánh gấp đôi một mớ nhá. Anh em cứ chơi thuộc hệ gấp đôi đi. Ấy bảo toàn hơn. 43 triệu anh em chơi hệ gấp đôi thì anh em đánh 100k xong thua anh em gấp đôi lên 200. Thua anh em gấp đôi lên 400, thua rồi anh em gấp đôi lên 1 triệu. Anh em gấp đôi lên là chắc chắn là sẽ thắng anh em ạ. Bú này, thấy chưa anh em thấy chưa? Anh em thấy gì chưa? Đấy mới vào làm vài tay lại ngay ở gần 1 triệu rồi. 1 triệu là bằng 3 ngày lương anh em đi làm rồi đúng không? Đấy, bằng 3 ngày lương anh em đi làm rồi. Anh em nghỉ làm đi, anh em đến làm giàu từ mấy con game này. Anh em nào muốn biết cái mẹo để làm giàu á thì không biết cái mẹo để kiếm lại mỗi ngày thôi. Làm giàu thì không dám đâu. Thì kiếm lại mỗi ngày thôi thì anh em có thể liên hệ tới mình. Mình chỉ cho anh em cách kiếm lại mỗi ngày đấy, bằng mẹo. Vài cái mẹo nhỏ. Ngày vốn anh em vốn 3 triệu đi. Ngày em kiếm lại 200 đến 300. Đấy rất là dễ luôn anh em ạ. Vốn to là ngày lại 200-300 là dễ luôn. Anh em cứ chơi đều đều. Mỗi tháng này anh em cứ lại đều đều là được. Bằng ngày lương anh em đi làm là được. Bú này. Nãy giờ thông là gọi là ố dề luôn anh em ơi. Nào có 3 triệu mà giờ lên được 4 triệu 7 là lại gần 2 triệu rồi. Đấy. Bẻ cầu 321 nhá. Thế này bắt hổ này. Hổ 1 triệu đi. Thế này mình nghĩ nó phải hổ cao anh em ạ. Hổ 1 triệu đi.
Rồi xong quy rồi. Ôi trời ơi, quy nó còn ra ca nữa anh em ạ. Nhiều khi mẹ ăn may vãi ẻo luôn. Nhiều khi ăn may vãi ẻo luôn anh em ạ. Quy nó ra ca anh em ơi. Tiếp cho mình tay này 3M bên hổ luôn này. Chơi lớn luôn này. Chơi tay to luôn này. Chơi liều luôn này. Liều luôn em ơi, liều luôn. Ba rồi, ngon rồi. Ngon rồi, đớp luôn em ơi, đấy. Em thấy cái độ trình độ mình chơi như nào em? Là 3 triệu vào. Rồi lên được 8 triệu 6 rồi là lại được 5 triệu, 5 triệu rưỡi. Đấy, được gọi là ít sẽ tính luôn em ạ, lại được 5 triệu rưỡi rồi. 5 triệu rưỡi bằng gần bằng 1 tháng lương em đi làm rồi đấy. Em nào muốn kiếm muốn học cách kiếm mèo mỗi ngày anh em có thể liên hệ với mình nhá. Thì link tải game này mình bỏ dưới phần mô tả video nhé. Anh em nào kiểu chưa muốn chơi á, anh em có thể vào group mình sẽ tặng code cho anh em trải nghiệm. Em chơi thấy dễ ăn thì em chơi. Đấy, còn anh em chơi thấy khó ăn thì anh em nghĩ ấy. Tay này 2 triệu đi. Tay này 2 triệu đi anh em ơi, tay này 2 triệu 2 đi. Triệu 2 đi. Bảy ơi. Mẹ nó toang kìa, tay kìa, toang rồi. Dở rồi. Mẹ nó vẫn lại 3 triệu anh em ạ, vẫn lại 3 triệu anh em ơi. Đánh cả 3 triệu luôn, chơi luôn cả tay 3 triệu tiền lãi luôn, mình long luôn anh em ạ. Thua là thua tiền lãi thôi, chứ không sao cả anh em ơi, thua là thua tiền lãi. Chứ mình còn hòa vốn mà anh em. Rồi xong mẹ nó 2 rồi. Đùi đen nhở. Đen nhở. 3 triệu bên long luôn này, liều luôn này. Liều ăn nhiều này. Mẹ nó, mình chơi kiểu hơi hơi hấp tấp rồi em ơi. Chơi kiểu vốn to rồi em ơi. Mình kiểu ham làm giàu quá anh ạ. Ham làm giàu quá. Bú nào. Bú rồi. Bú rồi anh em ơi. Hôm nay là 3 triệu anh em ơi. Video nhé. Bye tất cả anh em. Bye bye.